Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unjaxa. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một loài khủng long nữa, thống trị Nam Mỹ vào thời tiền sử. Chúng sống trong kỷ phân trắng và chỉ cuối cùng bị tiêu diệt trong sự kiện tuyệt chủng kỷ phân trắng cổ cận. Một loài khủng long đã gây ra một sự chú ý rất lớn kể từ khi nó được tìm thấy với chiếc móng vuốt dài 30cm của mình. Đó là Megaraptor, kẻ ăn thịt thống trị cuối cùng của thời đại khủng long. Nghiên cứu giống loài. Megaraptor là một loài khủng long chân thú sống vào cuối kỷ phân trắng ở khu vực ngày nay là Argentina. Loài khủng long này được phát hiện vào năm 1996 và được tìm thấy ở hệ tầng Patagonian, có niên đại khoảng 85 đến 93 triệu năm trước. Ban đầu khi được phát hiện, Megaraptor được xếp vào nhóm Dromaeosaur lớn và gần đây nhất. Chúng được xếp vào nhánh Megaraptora. Điều khiến Megaraptor trở thành một khám phá thú vị là móng vuốt mở rộng của nó giống như một chiếc liềm khổng lồ. So với các chi khủng long khác đã được nghiên cứu trong hơn một thế kỷ qua, Megaraptor là một loài tương đối mới trong giới cổ sinh vật học và nó vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu. Ở thời điểm hiện tại, vẫn có một số ý kiến cho rằng nó là loài khủng long ăn thịt cuối cùng còn tồn tại trước sự kiện xóa sổ của thế giới khủng long. Khi so sánh với các loài khủng long khác như Triceratops, Megaraptor có rất ít mẫu hóa thạch và vẫn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu về chi cổ xưa này. Megaraptor là một loài khủng long chân thú được mô tả bằng móng vuốt và một số ít mẫu vật được phát hiện, nên nhiều đặc điểm cơ thể của loài khủng long này vẫn chưa được biết đến. Móng vuốt của Megaraptor là một cách mô tả loài khủng long này. Nó có hình liềm và dài khoảng 30cm. Những chiếc móng vuốt này thuộc về ngón tay đầu tiên trên bàn tay của nó và có hai móng vuốt khác nhỏ hơn. Nó giống như các loài khủng long chân thú khác, đi bằng hai chân, có đầu to và đuôi dài để giúp chúng giữ thăng bằng. Chỉ đến khi việc phát hiện ra hóa thạch đầy đủ cánh tay của loài khủng long này, các nhà cổ sinh vật học mới tìm ra đây là loài khủng long nào. Nhưng phần lớn bộ xương vẫn còn thiếu trong hồ sơ hóa thạch. Cần có nhiều mẫu vật hoàn chỉnh hơn về loài khủng long này để tìm hiểu đầy đủ về hình dáng. Và việc sử dụng hóa thạch từ các loài khủng long khác là điều cần thiết để tìm ra hình dáng của Megaraptor. Nơi sống và phân bố. Megaraptor là một trong những loài khủng long sống ở Nam Mỹ trong thời kỳ hậu kỷ phân trắng, có niên đại từ tầng Turon muộn đến tầng Conax sớm. Loài khủng long này được phát hiện ở hệ tầng Patagonia ở Argentina và mẫu hóa thạch của Megaraptor cực kỳ quý hiếm. Nam Mỹ trong thời kỳ kỷ phân trắng được đại diện bởi vùng đông bắc Brazil đến miền nam Patagonia, Argentina và môi trường tương tự như ngày nay. Vào kỷ phân trắng, Nam Mỹ là một môi trường rất ấm áp, có nhiều rừng rậm nhiệt đới và mưa lớn theo mùa. Các hóa thạch ở Nam Mỹ cho thấy một số loài thực vật phát triển trong thời kỳ này, bao gồm dương sỉ, hoa sen, cải bắp, cây mè, vi tảo xanh hay cây cọ. Megaraptor sống trong môi trường rất ẩm ướt với rừng rậm và mưa nhiệt đới. Môi trường nhiệt đới của kỷ phân trắng ở Nam Mỹ đã thay đổi hoàn toàn sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, để bao gồm một môi trường có tán cây khép kín hơn và nhiều thực vật hạt kín bắt đầu tiến hóa. Hành vi và chế độ ăn. Megaraptor là một loài khủng long ăn thịt chuyên săn các loài khủng long khác trong môi trường sống của chúng ở Nam Mỹ. Chúng là một trong những loài khủng long săn mồi thống trị nơi đây. Với việc tìm thấy một mẫu vật chưa trưởng thành, người ta phát hiện ra Megaraptor có hộp sọ thon dài với nhiều chiếc răng nhỏ. Những con khủng long này có thân hình nhẹ nhàng và răng của chúng có một số điểm tương đồng với Titanosaurus. Mẫu vật hóa thạch từ các loài Megaraptoran khác cho thấy những con khủng long này có nhiều loại răng khác nhau, nhưng một trong những công cụ săn mồi chính của chúng là móng vuốt mở rộng. Hai móng vuốt đầu tiên của Megaraptor được phóng to và móng vuốt thứ ba của chúng nhỏ hơn nhiều so với các móng còn lại. Các nghiên cứu vào năm 2023 trên Megaraptoran khác cho thấy những loài khủng long này có chi trước phát triển rất tốt, cơ ngực và cánh tay khỏe giúp chúng sử dụng móng vuốt khổng lồ để săn mồi. Những con khủng long này đã tiến hóa để trở thành những thợ săn có chuyên môn cao và có một trong những móng vuốt lớn nhất trong thời đại khủng long. Megaraptor do có kích thước lớn và móng vuốt khổng lồ nên nó là loài săn mồi đỉnh cao trong môi trường sống của nó. Ăn các loài khủng long như sauropod non và ornithopod. Vì hàm và hộp sọ của loài khủng long này đã bị phân mảnh nên vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về thói quen kiếm ăn của nó. Vòng đời của Megaraptor. Megaraptor sống vào kỷ phân trắng ở Argentina và các khu vực khác của Nam Mỹ. Và do số lượng hóa thạch của loài khủng long này vẫn còn hạn chế nên vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về vòng đời của chúng. Từ các mẫu vật Megaraptor chưa trưởng thành, người ta biết rằng khi còn nhỏ, những con khủng long này có mõm rất dài với những chiếc răng rất nhỏ. Megaraptor, giống với các loại khủng long khác, khởi đầu từ trứng và các bà mẹ có thể sẽ bảo vệ con non cho đến khi chúng đủ lớn để tự bảo vệ mình. Tuổi thọ tổng thể của Megaraptor hiện vẫn chưa được xác định.
vì những con khủng long này được cho là đã tuyệt chủng vào cuối kỷ vấn trắng khi tiểu hành tinh Chicxulub va chạm với trái đất. Tiến hóa và lịch sử. Megaraptor là một trong những loài khủng long được phát hiện đầu tiên thuộc nhánh Megaraptora, là loài khủng long chân thú ăn thịt được biết đến với móng vuốt và bàn tay lớn. Loài khủng long này được phát hiện vào năm 1996 tại New Queen, Argentina, và đã có một số loại Megaraptoras khác được tìm thấy trên khắp thế giới. Ngày nay chỉ có một loài duy nhất trong chi Megaraptor, đó là Megaraptor namunhuaiwi. Chỉ một vài mẫu vật Megaraptoras chưa hoàn chỉnh được phát hiện, đó là lý do tại sao ngày nay vẫn còn nhiều nhầm lẫn về loài khủng long này. Khi được phát hiện, người ta không rõ Megaraptor là một loài Allosaurus, Spinosaurus hay Tyrannosaurus. Các nghiên cứu đã phân loại những con khủng long này thành các loài Allosaurus, sau đó là Tyrannosaurus và cuối cùng là Romaeosaurus. Gần đây nhất vào năm 2022, thì Megaraptor đã trở thành một phần của đơn vị phân loại riêng của chúng. Cùng với Megaraptorans khác ở Nam Mỹ, Megaraptora được tạo ra và trở thành nhánh chị em của Tyrannosaurus, nhưng cách phân loại này có thể thay đổi trong tương lai với nhiều bằng chứng hóa thạch hơn. Người ta tin rằng loài khủng long Megaraptoridae có nguồn gốc từ kỷ Jura ở châu Á và bắt đầu phân hóa vào cuối kỷ phân trắng sớm. Khi Megaraptoris tiến hóa, những con khủng long này bắt đầu lớn hơn và có móng vuốt cũng lớn hơn. Mặc dù được phát hiện cách đây hơn 20 năm, nhưng Megaraptor vẫn là loại khủng long tương đối ít được biết đến, và trong tương lai, việc phân loại chúng có thể trở nên rõ ràng hơn với các nghiên cứu sâu sắc hơn. Tương tác với các loại khác. Megaraptor, trong một môi trường của chúng là loài săn mồi đỉnh cao, săn các loài khủng long ăn cỏ. Chi săn mồi này có thể nhắm vào các mục tiêu dễ dàng như các khủng long chưa trưởng thành hoặc các con già hơn và chậm hơn. Trong khi ở Nam Mỹ có nhiều loài khủng long lớn hơn sống trong kỷ phân trắng như Giganotosaurus. Megaraptor nhỏ hơn một chút nhưng có tốc độ thoát khỏi những kẻ săn mồi lớn hơn. Một số loài khủng long sống cùng một môi trường với Megaraptor bao gồm Abelisaurus, New Queen Raptor và Baanosaurus. Nam Mỹ là một môi trường tươi tốt với nhiều loài động vật khác nhau như các động vật có vú nhỏ, bò sát, chim và khủng long. Megaraptor sống cùng một số loài khủng long lớn nhất như Titanosaur và được thích nghi với những chiếc móng vuốt sắc nhọn để giúp chúng hạ gục hầu hết con mồi. Có thể Megaraptor đã bị săn bởi những con khủng long lớn hơn vì có rất nhiều loài cùng thời, nhưng kích thước của chúng khiến chúng có khả năng tự vệ trước hầu hết các loài săn mồi này. Ý nghĩa văn hóa. Hóa thạch Megaraptor đầu tiên khiến các nhà cổ sinh vật học bối rối vì không có hóa thạch nào khác vào thời điểm đó được phát hiện đại diện cho móng vuốt mở rộng của chúng. Móng vuốt ban đầu được cho là chân của một loài khủng long trị liệu lớn, nhưng phát hiện về cánh tay của Megaraptor chính là lý do khiến ngoại hình của loài khủng long này bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Megaraptor là một khám phá rất quan trọng đối với giới cổ sinh vật học vì đó là nền tảng cho nhánh Megaraptoridae mới. Megaraptoridae đã được phát hiện trên toàn cầu ở những nơi như Nam Mỹ, Úc và châu Á. Những con khủng long này được cho là có liên quan đến Tyrannosaurus hoặc Spinosaurus, và có nhiều bằng chứng hóa thạch hơn có thể giúp chỉ ra mối quan hệ giữa Megaraptor và các loài khủng long khác. Megaraptor là một trong số ít loài khủng long không thường xuyên xuất hiện ở những nơi như bảo tàng, trò chơi điện tử hay phim ảnh. Mặc dù chúng gây tò mò cho hầu hết những người nhìn thấy chúng, nhưng việc thiếu hóa thạch và các nghiên cứu là lý do khiến loài này vẫn còn tương đối ít được biết đến. Nhưng khi thời gian trôi qua, bí ẩn về loài khủng long này chắc chắn sẽ được khám phá. Tổng kết. Tổng hợp lại thì Megaraptor ngày nay là một trong những loài khủng long bí ẩn nhất và có số ít hóa thạch bị phân mảnh được phát hiện. Nó có thể sẽ vẫn như vậy trong tương lai. Móng vuốt của Megaraptor là thứ khiến chúng nổi bật so với các loài khủng long khác và chúng có một trong những móng vuốt lớn nhất so với bất kỳ loài khủng long chân thú nào. Megaraptor không chỉ thống trị Argentina và các khu vực khác ở Nam Mỹ, mà hóa thạch của các loài khủng long Megaraptora khác đã được tìm thấy trên toàn cầu ở những nơi như Úc và châu Á. Các nghiên cứu mới về hóa thạch được bảo quản tốt hơn là cách duy nhất có thể khám phá thêm thông tin về Megaraptor. Những loài khủng long như Velociraptor đã được nghiên cứu trong một thế kỷ và những loài khủng long tương tự khác với nhiều bằng chứng hóa thạch là cách các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu về những loài khủng long có ít hóa thạch như Megaraptor. Trong môi trường thời tiền sử của chúng, Megaraptor có thể là một trong nhiều loài săn mồi đỉnh cao ở Argentina thuộc kỷ phân trắng. Móng vuốt khổng lồ là một đặc điểm tiến hóa độc đáo của các loài khủng long Megaraptoris có được không thấy ở nhiều loài khủng long khác, nhưng dựa trên các loài khủng long tương tự, những loài khủng long này cũng có trí thông minh và tốc độ cao giúp chúng hạ gục con mồi. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp về Megaraptor, nhưng những con khủng long này vẫn là một trong những loài thú vị nhất.
Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu thêm về một loài khủng long nữa đã thống trị Nam Mỹ thời tiền sử. Các bạn thấy sao về Megaraptor? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.